Bạn đang đến với kênh YouTube Báo VietnamNet. Hãy cùng chúng tôi điểm qua các tin chính đáng chú ý. Lực lượng phòng vệ Israel IDF cho biết, Iran đã phóng tới 180 quả tên lửa đạn đạo về phía nước này vào đêm ngày 1 tháng 10. Theo nhà chức trách Israel, hệ thống phòng không của nước này đã hoạt động hiệu quả khi bắn chặn được lượng lớn tên lửa thù địch. Báo Time of Israel trích dẫn thông cáo của IDF xác nhận, quân đội Mỹ ở Trung Đông cũng tham gia bảo vệ Israel bằng cách phát hiện mối đe dọa từ Iran và giúp bắn hạ một số tên lửa. IDF thống kê đã có những ảnh hưởng riêng lẻ ở miền Trung Israel và một số tác động khác ở miền Nam đất nước. Tuy nhiên, không quân Israel IAF không phải hứng chịu tổn thất nào trong đợt tập kích này của Iran. Các máy bay, hệ thống phòng không và kiểm soát không lưu của IAF đang hoạt động bình thường. Trong khi đó, truyền thông Israel dẫn lời các nhân viên y tế thống kê chỉ có 2 người ở Tel Aviv bị thương nhẹ do các mảnh đạn rơi trúng trong lúc Iran dội mưa tên lửa về phía nước này. Một số người khác được điều trị do bị thương nhẹ vì ngã khi chạy đến nơi trú ẩn và hoảng sợ quá mức. Chuẩn đô đốc Daniel Hagari, phát ngôn viên của IDF khẳng định trước báo giới rằng IAF sẽ tiếp tục hành động hết công suất và đêm nay cũng sẽ tiếp tục tấn công mạnh mẽ vào Trung Đông như đã làm trong năm qua. Ông Hagari nói thêm, nhà chức trách Israel vẫn đang điều tra hậu quả của sự cố và không muốn cung cấp cho đối phương tất cả thông tin. Phát ngôn viên IDF quả quyết, Iran đã thực hiện một hành động nghiêm trọng vào đêm nay và đang đẩy Trung Đông vào tình trạng leo thang. Chúng tôi sẽ đáp trả ở địa điểm và thời điểm chúng tôi lựa chọn, theo sự chỉ đạo của các nhà lãnh đạo chính trị. Sự kiện đêm nay chắc chắn sẽ dẫn tới hậu quả với Tehran. Hãng thông tấn ISNA đưa tin, sau vụ tập kích gây chấn động, Iran đã cho đình chỉ các chuyến bay tại sân bay quốc tế Tehran. Truyền hình nhà nước Iran dẫn thông cáo của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo IRGC cho biết họ đã phóng hàng chục tên lửa và các mục tiêu trên khắp Israel nhằm trả đũa các vụ hạ sát thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah và những chiến binh tử vĩ đạo. IRGC cũng đe dọa sẽ có các phản ứng dữ dội hơn nếu phía Israel đáp trả vụ tấn công tên lửa vừa qua. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres vừa ra tuyên bố lên án việc mở rộng cuộc xung đột ở Trung Đông nhưng không đề cập cụ thể đến tên quốc gia nào. Ông Guterres nhấn mạnh, điều này phải chấm dứt. Chúng ta cần một lệnh ngừng bắn hoàn toàn. Một video được công bố đã ghi lại trọn cảnh một quả tên lửa đạn đạo của Iran hướng đến và rơi xuống thành phố Tel Aviv, gây tiếng nổ lớn cùng cuồng lửa sáng rực. Video này được ghi vào tối ngày 1 tháng 10, khi Iran phóng một loạt tên lửa đạn đạo vào Israel để trả đũa chiến dịch của Israel chống lại đồng minh Hezbollah của Tehran ở Liban. Cùng với việc phát đi đoạn video đó, hãng tin Reuters của Anh nói rằng, qua xác minh độc lập thì bố cục đường phố, hình dạng và thiết kế của các tòa nhà khớp với hình ảnh vệ tinh và hồ sơ khu vực. Theo quân đội Israel, vào tối ngày 1 tháng 10, hơn 180 tên lửa đã được phóng vào Israel từ Iran và hệ thống phòng thủ tên lửa của Israel đã được kích hoạt để đánh chặn. Về phía Iran, lực lượng vệ binh cách mạng nước này tuyên bố, cuộc tấn công vào tối ngày 1 tháng 10 là để trả đũa cho việc Israel gần đây đã sát hại lãnh đạo các nhóm vũ trang và có các hành động gây hấn ở Liban cũng như Gaza. Theo lực lượng vệ binh cách mạng Iran, họ lần đầu tiên sử dụng tên lửa siêu thanh Fajr và 90% số tên lửa của họ đã đánh trúng mục tiêu ở Israel. Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết, các tàu chiến hải quân của nước này đã bắn khoảng 10 tên lửa đánh chặn vào các tên lửa của Iran đang hướng về phía Israel. Nhà Trắng cho rằng một cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo của Iran vào Israel đã bị đánh bại và không hiệu quả, đồng thời ca ngợi sự tham gia của Mỹ trong việc đẩy lùi một số đợt tấn công. Nói chuyện với báo giới, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan khẳng định, dựa trên những gì chúng tôi biết tại thời điểm này, cuộc tấn công này có vẻ đã bị đánh bại và không hiệu quả. Nhà Trắng cũng ra tuyên bố cho biết, Tổng thống Joe Biden ngày 1 tháng 10 đã ra lệnh cho quân đội Mỹ hỗ trợ phòng thủ cho Israel và bắn hạ các tên lửa của Iran. Ông Biden và Phó Tổng thống Kamala Harris đều đang theo dõi sát cuộc tấn công của Iran vào Israel từ phòng tình huống của Nhà Trắng. Cụ thể, theo giới chức Mỹ, các tàu khu trục của nước này đã tham gia cùng lực lượng không quân Israel chống lại các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo của Iran. Ngày 1 tháng 10, quân đội Israel cho biết còi báo động không kích đã vang lên khắp miền trung nước này khi nhiều đạn pháo được bắn từ phía Liban. Thông báo của cảnh sát Israel cho biết một quả đạn pháo đã rơi xuống một con đường gần thị trấn miền trung Kfar Qassem, khiến một người bị thương vì trúng mảnh đạn. Trong khi đó, lực lượng Hezbollah ở Liban cho biết đã thực hiện vụ tấn công bằng tên lửa nhắm vào căn cứ tình báo quân sự Glilot của Israel gần Tel Aviv. Theo đó, loạt tên lửa Fadi 4 được lực lượng này phóng về phía căn cứ Glilot của đơn vị tình báo quân sự 8200 và trụ sở Mossad nằm ở ngoại ô Tel Aviv.
Vụ việc xảy ra khi Israel tiến hành các hoạt động trên bộ với quy mô hạn chế ở miền nam Liban và cũng nhắm vào phía nam Beirut, Damascus, Syria và Gaza trong bối cảnh giao tranh trong khu vực ngày càng dữ dội. Liên Hợp Quốc cảnh báo Israel rằng một cuộc tấn công trên bộ quy mô lớn vào Liban sẽ làm tình hình tại nước láng giềng thêm nghiêm trọng. Phát biểu với các phóng viên tại Geneva, người phát ngôn của Văn phòng Nhân quyền Liên Hợp Quốc Liz Truss nêu rõ với tình trạng bạo lực vũ trang giữa Israel và Hezbollah gây ra hậu quả khủng khiếp đối với dân thường và tình hình sẽ càng trầm trọng hơn khi Israel mở cuộc tấn công trên bộ quy mô lớn vào Liban. Bà Truss chỉ ra rằng trước khi diễn ra cuộc tấn công trên bộ, các cuộc không kích của Israel và Liban cũng đã khiến trên 1.000 người thiệt mạng chỉ trong vòng 2 tuần, trong khi khoảng 1 triệu người phải rời bỏ nhà cửa. Thổ Nhĩ Kỳ cũng phản đối cuộc tấn công trên bộ của Israel tại Liban và kêu gọi rút quân càng sớm càng tốt, đồng thời cảnh báo động thái này có khả năng gây ra một làn sóng di cư mới. Trong khi đó, Ngoại trưởng Tây Ban Nha José Manuel Álvarez cũng lên tiếng kêu gọi Israel nên ngừng chiến dịch trên bộ ở miền nam Liban để tránh xung đột leo thang bao trùm khu vực, đồng thời lên án các cuộc tấn công bằng tên lửa của Hezbollah vào lãnh thổ Israel. Ông cho biết cách duy nhất để đạt được hòa bình ở Trung Đông là các bên tham chiến phải tuân thủ luật nhân đạo quốc tế và tôn trọng các biện pháp bảo vệ dân thường. Trong khi đó, Hezbollah đã phủ nhận việc quân đội Israel vượt biên vào miền nam Liban sau khi Israel cho biết lực lượng của họ đang tiến hành các cuộc đột kích có giới hạn tại đó. Chiều ngày 1 tháng 10, Al Jazeera dẫn lời quan chức truyền thông của Hezbollah, ông Mohammed Afif cho biết tất cả các tuyên bố của Israel rằng lực lượng này đã tiến vào Liban đều là sai sự thật. Ông nói thêm rằng vẫn chưa có bất kỳ cuộc đụng độ trực tiếp nào trên bộ giữa các chiến binh kháng chiến Hezbollah và lực lượng chiếm đóng Israel. Ông nói, các chiến binh của chúng tôi đã sẵn sàng đối đầu với các lực lượng địch dám hoặc cố gắng tiến vào Liban. Hezbollah cũng cho biết họ đã phóng một loạt tên lửa Fadi-4 vào căn cứ Glilot ở Tel Aviv, trụ sở của cơ quan tình báo quân đội Israel. Một tuyên bố trên Telegram cho biết nhóm này cũng đã thực hiện một cuộc tấn công vào trụ sở Mossad nằm ở ngoại ô Tel Aviv. Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant cho biết ông đã nói chuyện trong đêm ngày 30 tháng 9 với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin về cuộc tấn công trên bộ ở miền nam Liban. Ông Gallant cho biết, chúng tôi đã nhất trí về tầm quan trọng của việc phá dỡ cơ sở hạ tầng tấn công dọc biên giới phía Bắc để ngăn chặn các cuộc tấn công của Hezbollah nhằm vào công dân Israel. Tôi đã thông báo tóm tắt cho Bộ trưởng về các cuộc đột kích cục bộ và có mục tiêu nhằm vào các mục tiêu của Hezbollah. Ông Gallant cho biết, hai bên cũng thảo luận về các nguy cơ từ Iran và các lực lượng chiến binh ở Iraq, Yemen và Syria, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của thế trận lực lượng Hoa Kỳ và khả năng tương tác giữa năng lực phòng thủ của Mỹ và Israel. Thưa quý vị, Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin đã tới Iran và có cuộc gặp với Tổng thống nước chủ nhà Masoud Pezeshkian tại thủ đô Tehran. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh Israel có kế hoạch đổ bộ vào Liban sau 2 tuần không kích dữ dội lực lượng Hezbollah có mối quan hệ thân thiết với Nga. Nga đã lên án Israel về vụ ám sát thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah và nhận định cuộc chiến tranh lớn ở Trung Đông nguy cơ xảy ra rất cao. Iran tuyên bố không ngồi im trước các bước leo thang quân sự của Israel trong khu vực. Trong khi Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan hôm qua đã kêu gọi một hành động quân sự để gây sức ép buộc Israel phải dừng lại. Cộng đồng quốc tế không thể im lặng thêm nữa trước hành động của Israel đang đốt cháy toàn bộ khu vực. Nếu Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc không thể thực hiện được ý chí cần thiết, Đại hội đồng nên nhanh chóng thực hiện thẩm quyền sử dụng vũ lực như trong nghị quyết thống nhất vì hòa bình có từ năm 1950. Dẫu vậy, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cùng ngày đã cảnh báo trực tiếp Iran rằng không nơi nào tại Trung Đông mà Israel không thể tiếp cận với mục tiêu bảo vệ người dân và đất nước này khỏi các mối đe dọa. Sáng ngày 1 tháng 10, quân đội Israel IDF tuyên bố chính thức bắt đầu chiến dịch tấn công giới hạn trên bộ nhằm vào các mục tiêu của Hezbollah ở phía nam Liban. Theo tuyên bố của IDF, chiến dịch này nhằm vào các vị trí của Hezbollah tại các làng gần biên giới, được xem là mối đe dọa đối với cộng đồng dân cư ở phía bắc Israel. Tuyên bố nhấn mạnh, lực lượng pháo binh và không quân Israel đang hỗ trợ bộ binh trong cuộc tấn công này. IDF khẳng định chiến dịch đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt. Trước đó, ngày 30 tháng 9, IDF đã kêu gọi người dân ở 3 khu vực phía nam Beirut sơ tán, chuẩn bị cho cuộc tấn công sắp diễn ra. Người phát ngôn IDF lưu ý, IDF sẽ hành động cương quyết.
Cùng ngày 30 tháng 9, IDF cũng thông báo đóng cửa 3 khu vực dân cư gần biên giới Liban, bao gồm các khu vực xung quanh cộng đồng Metula, Misgaf Am và Kfar Giladi ở miền Bắc Israel. Các khu vực này được chuyển thành khu vực quân sự đóng cửa, cấm người dân ra vào. Trong diễn biến khác về tình hình chiến sự ở Trung Đông, mặc dù Israel tăng cường cường độ ném bom và pháo kích vào các thị trấn và làng mạc này, Hezbollah vẫn tiếp tục tiến hành các hoạt động chống lại quân đội Israel. Họ không chỉ bắn tên lửa vào miền Bắc Israel kể từ nửa đêm, mà còn cho biết đã thực hiện 12 cuộc tấn công riêng biệt vào các vị trí, lực lượng Israel và các khu định cư của Israel. Hezbollah cho biết năng lực quân sự của họ vẫn còn nguyên vẹn, mặc dù Israel đã nhắm vào cơ sở hạ tầng của Hezbollah trên khắp cả nước, không chỉ ở phía Nam mà còn ở thung lũng Beka. Hãng tin Al Jazeera bình luận, những gì chúng ta sẽ thấy bây giờ là điều gì sẽ xảy ra khi quân Israel vượt biên giới và cố gắng chiếm đóng một số khu vực ở miền Nam Liban và phản ứng của Hezbollah. Sức mạnh của Hezbollah luôn là những người lính của họ, những đội quân mà họ có trên bộ. Chúng ta sẽ xem liệu người Israel có sa lầy vào cuộc tấn công trên bộ này không. Cuộc không kích của Israel vào Beirut, Liban khiến thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah thiệt mạng dựa trên thông tin tình báo từ một điệp viên Iran. Theo Hindustan Times, cuộc không kích của Israel vào Beirut đã phá hủy một bong ke ngầm nơi thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah ẩn náu, hé lộ thêm nhiều thông tin về cơ quan tình báo và mạng lưới cảnh báo rộng khắp của Israel. Nhiều chi tiết hơn về cuộc tấn công khiến thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah thiệt mạng đã xuất hiện, với một bản tin cho biết Israel đã xác định được vị trí của thủ lĩnh Hezbollah sau khi nhận được thông tin từ một điệp viên ngầm người Iran. Theo bản tin trên tờ báo Pháp Le Parisien, điệp viên ngầm này đã thông báo cho các quan chức Israel về sự hiện diện của Nasrallah tại bong ke ngầm của Hezbollah ở vùng ngoại ô phía nam Beirut. Tin tức tình báo tiết lộ, thủ lĩnh Nasrallah đang tham dự một cuộc họp với các thành viên cấp cao của nhóm tại một khu phức hợp gồm 6 tòa nhà nằm ở Dahiye, khu vực đông dân cư ủng hộ Hezbollah. Các quan chức Israel nhận được thông tin tình báo về vị trí của thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah chỉ vài giờ trước khi cuộc không kích xảy ra. The Guardian chỉ ra, việc điệp viên thông báo cho người Israel rằng thủ lĩnh Nasrallah đang trên đường đến bong ke là người Iran. Nếu đúng, sẽ là thông tin cực kỳ đáng chú ý vì Iran là nước hậu thuẫn chính của Hezbollah. Tờ báo của Anh lưu ý, ông Nasrallah vốn là người cực kỳ cẩn thận về các biện pháp an ninh cho bản thân và hiếm khi xuất hiện trước công chúng. Với tính cách này, thủ lĩnh Hezbollah sẽ không tiết lộ nhiều về kế hoạch đi đến địa điểm họp ở Dahiye. Tuy nhiên, thâm nhập tình báo trong mạng lưới của Hezbollah quá sâu đến nỗi Israel biết được Nasrallah và những thành viên còn sống sót khác của ban lãnh đạo Hezbollah sẽ họp tại địa điểm bí mật và ra lệnh ném bom. Matthew Saville, nhà phân tích quân sự tại Rusi nhận định, Israel có lẽ đã dành nhiều năm để xây dựng và duy trì một bức tranh tình báo toàn diện về Hezbollah. Các bản tin về cuộc tấn công tiêu diệt thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah cho hay, hàng trăm loại đạn dược, bao gồm cả những quả bom 2.000 pound tương đương với 907 kg do Mỹ sản xuất, được không quân Israel sử dụng trong cuộc không kích dữ dội vào tối ngày 27 tháng 9, đã hạ sát thủ lĩnh Hezbollah Nasrallah ở vùng ngoại ô Dahiye, phía nam Beirut. Bản tin cũng lưu ý, Israel đã để mắt đến địa điểm này được một thời gian. Chỉ huy phi đội số 69 thực hiện cuộc tấn công, được truyền thông Israel nêu tên là Trung tá M cho biết. Phi hành đoàn tham gia đã chuẩn bị cho cuộc tấn công trong vài ngày, nhưng được thông báo về mục tiêu dự định trước khi triển khai vài giờ. Các máy bay F-15I được trang bị vũ khí để tấn công và phá hủy dưới lòng đất, đòi hỏi một lượng lớn thuốc nổ, cũng có khả năng phá hủy các tòa nhà trên mặt đất. Các sĩ quan không quân Israel cho hay, trong cuộc tấn công có tên là chiến dịch New Order, khoảng 100 quả đạn đã được sử dụng và cứ 2 giây bom được thả xuống. Israel tuyên bố đã tiêu diệt hơn 20 thành viên của Hezbollah và cuộc không kích là hợp lý vì thủ lĩnh Nasrallah cố tình xây dựng trụ sở trung tâm của Hezbollah bên dưới các tòa nhà dân cư ở Dahiye. Quân đội Israel cho biết đã phá hủy một hệ thống đường hầm dài ít nhất 1 km của Hamas ở bên dưới Gaza và công bố video hình ảnh bên trong đường hầm. Theo lực lượng phòng vệ Israel IDF, đường hầm trên chạy gần các tòa nhà dân cư và có một số phòng thiết bị được các thành viên Hamas dùng để lưu trú trong thời gian dài. Đoạn video được IDF công bố vào ngày 29 tháng 9 cho thấy lối vào và bên trong một lối đi lót bê tông đủ rộng cho một người. Nó dẫn xuống một cầu thang dốc và đi qua một thứ giống như là cánh cổng chống nổ bằng kim loại. Sau đó, đoạn phim cho thấy các binh sĩ Israel mang theo thuốc nổ và dây dùng để phá hủy đường hầm. Cảnh quay từ trên không sau đó cho thấy các vụ nổ xảy ra đồng thời theo tuyến đường hầm dưới lòng đất. Báo Telegraph cho hay chưa thể xác minh độc lập đoạn video trên.
IDF đã phát động chiến dịch chống lại Hamas ở dải Gaza sau khi nhóm này đã sát hại ít nhất 1.200 người và bắt cóc hơn 250 người khác trong một cuộc tấn công vào các cộng đồng phía nam của Israel vào ngày 7 tháng 10 năm 2023. Theo Bộ Y tế Gaza, kể từ đó, hơn 41.000 người Palestine đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Israel. Lần đầu tiên Israel đã tấn công vào trung tâm thủ đô Beirut của Liban sau một năm giao tranh. Các cuộc tấn công nhằm vào một tòa nhà chung cư. Cuộc tấn công vào khu vực cầu Kola của Beirut vào rạng sáng ngày 30 tháng 9 đánh dấu lần đầu tiên Israel tấn công sâu vào bên trong thủ đô Liban kể từ cuộc chiến giữa Israel và lực lượng Hezbollah năm 2006. Theo nhóm này, dường như Israel nhắm vào một căn hộ cụ thể. Các video từ hiện trường cho thấy và khiến ba thủ lĩnh của mặt trận bình dân giải phóng Palestine thiệt mạng. Vụ việc diễn ra sau nhiều ngày. Israel không kích vào vùng ngoại ô phía nam của Beirut, tiêu diệt hàng chục chỉ huy cấp cao của phong trào Hezbollah do Iran hậu thuẫn, bao gồm cả vị thủ lĩnh có ảnh hưởng Hassan Nasrallah. Tuy nhiên, đây là vụ tấn công đầu tiên trong phạm vi thủ đô Liban. Quân đội Israel chưa bình luận về cuộc không kích, nhưng cho biết vẫn tiếp tục tấn công vào các mục tiêu của Hezbollah ở thung lũng Beka, miền đông Liban sau khi máy bay chiến đấu tấn công nhiều địa điểm ở Yemen có liên quan đến phiến quân Houthi vào hôm 29 tháng 9. Trong hai tuần qua, cuộc tấn công của Israel đã khiến hơn 1.000 người ở Liban thiệt mạng, gây ra sự hoảng loạn trên khắp cả nước và buộc hàng trăm nghìn người phải sơ tán. Theo Bộ Y tế Liban, chỉ riêng trong ngày 29 tháng 9 đã có hơn 100 người thiệt mạng. Thủ tướng Liban Najib Mikati hôm 29 tháng 9 cho biết có tới 1 triệu người có thể phải sơ tán do các cuộc ném bom của Israel ở nước này. Đồng thời nói thêm rằng, con số này có thể còn cao hơn nhiều so với số liệu ghi nhận tại các nơi trú ẩn chính thức. Trong khi đó, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết nước này đang trong quá trình thay đổi cán cân quyền lực ở Trung Đông và tuyên bố sẽ tiếp tục tấn công trên nhiều mặt trận. Nhóm chiến binh Hamas hôm 30 tháng 9 khẳng định một trong những thủ lĩnh của nhóm này ở Liban đã thiệt mạng trong một cuộc không kích của Israel vào một trại tị nạn Palestine gần thành phố Tire ở miền nam Liban. Tại Yemen, máy bay chiến đấu của Israel đã nhắm vào các nhà máy điện, cảng và cơ sở hạ tầng khác tại cảng Hodeidah ở Biển Đỏ, một thành trì của phiến quân Houthi. Sau khi quân đội Israel hôm 28 tháng 9 đánh chặn một tên lửa được phóng từ Yemen qua miền trung Israel lần thứ ba trong tháng này. Thủ tướng Netanyahu khẳng định, Israel sẽ tiếp tục tấn công Hezbollah và các đồng minh cho đến khi hơn 60.000 người phải di rời khỏi miền bắc Israel do giao tranh xuyên biên giới trong một năm có thể trở về nhà. Bất chấp lời kêu gọi của Mỹ và các cường quốc phương Tây khác, yêu cầu Israel có động thái hạ nhiệt căng thẳng. Thưa quý vị, theo hãng tin AFP, một quan chức quân sự giấu tên cho biết, quân đội Liban đang tái bố trí và tập hợp lại lực lượng ở khu vực biên giới phía nam, đề phòng Israel tấn công các mục tiêu của Hezbollah. Động thái trên diễn ra trong bối cảnh sáng sớm ngày 1 tháng 10, quân đội Israel đã tuyên bố cho biết bắt đầu chiến dịch tấn công giới hạn trên bộ nhằm vào các mục tiêu của Hezbollah ở phía nam Liban. Trước đó ngày 30 tháng 9, lực lượng phòng vệ Israel IDF đã kêu gọi người dân ở 3 khu vực ở phía nam Beirut gồm Metula, Misgab Am và Kfar Giladi sơ tán. Các khu vực xung quanh các nơi này được chuyển thành khu vực quân sự, đóng cửa, cấm người dân ra vào. Cộng đồng quốc tế đã bày tỏ quan ngại về tình hình căng thẳng trên. Ngày 30 tháng 9, Tổng thống Mỹ Joe Biden và Liên Hợp Quốc đều lên tiếng tuyên bố phản đối kế hoạch tấn công trên bộ của Israel và Liban. Cùng ngày, Ngoại trưởng Canada Melania Joly kêu gọi chấm dứt hoàn toàn xung đột ở Liban và thúc giục Hezbollah và Israel chấp nhận lệnh ngừng bắn ngay lập tức. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cũng cho biết đã trao đổi với người đồng cấp Israel Benjamin Netanyahu về tình hình Trung Đông và nhấn mạnh yêu cầu hạ nhiệt căng thẳng. Trong khi đó, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đề xuất Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khuyến nghị sử dụng vũ lực nếu Hội đồng Bảo an không ngăn chặn được tình hình. Ông cũng kêu gọi các nước Hồi giáo thực hiện các biện pháp kinh tế, ngoại giao và chính trị chống lại Israel. Theo Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc nên khuyến nghị sử dụng vũ lực phù hợp với nghị quyết đã thông qua vào năm 1950 nếu Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc không thể ngăn chặn các cuộc tấn công của Israel vào dải Gaza và Liban. Thổ Nhĩ Kỳ, một quốc gia thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO, đã lên án chiến dịch của Israel tại dải Gaza nhằm vào nhóm chiến binh Hamas cũng như các cuộc tấn công của Israel tại Liban nhằm vào phong trào Hezbollah. Phát biểu hôm 30 tháng 9 sau cuộc họp nội các tại Ankara, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan cho biết
Đại hội đồng Liên Hợp Quốc nên nhanh chóng thực hiện thẩm quyền khuyến nghị sử dụng vũ lực như nội dung nghị quyết đoàn kết vì hòa bình năm 1950 nếu Hội đồng Bảo an không thể thể hiện quyết tâm. Nghị quyết nêu rõ, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc có thể can thiệp nếu sự bất đồng giữa 5 thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an khiến họ không thể duy trì hòa bình quốc tế. Hội đồng Bảo an là cơ quan duy nhất của Liên Hợp Quốc có thể đưa ra các quyết định ràng buộc về mặt pháp lý, chẳng hạn như cho phép sử dụng vũ lực và áp đặt lệnh trừng phạt. Gần 1 triệu thường dân Liban đã phải di rời do các cuộc tấn công của Israel. Ông Erdogan cho biết, theo chính quyền Liban, chỉ trong hơn một tuần, ít nhất 1.300 người đã thiệt mạng. Lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ nói, đứng lên vì Palestine và Liban có nghĩa là đứng lên vì nhân loại, vì hòa bình, vì văn hóa chung sống của các tín ngưỡng khác nhau. Tổng thống Erdogan cho biết, ông rất buồn khi thấy các quốc gia Hồi giáo không có lập trường quyết liệt hơn đối với Israel. Ông thúc giục các nước này thực hiện những biện pháp kinh tế, ngoại giao và chính trị nhằm vào Israel để gây sức ép buộc Israel phải chấp nhận lệnh ngừng bắn. Ông Erdogan nói, vì hòa bình của người dân trong khu vực, từ người Hồi giáo đến người Do Thái và người Thiên Chúa giáo, chúng tôi kêu gọi cộng đồng quốc tế và thế giới Hồi giáo cùng chung tay. Cho biết thêm rằng các cuộc tấn công của Israel cũng sẽ nhắm vào các quốc gia Hồi giáo nếu họ không bị ngăn chặn sớm. Sau khi xung đột ở Trung Đông bùng phát, Thổ Nhĩ Kỳ đã dừng mọi hoạt động thương mại với Israel và tuyên bố sẽ tiếp tục cho đến khi dòng viện trợ nhân đạo vào dải Gaza được khôi phục hoàn toàn. Ankara cũng tham gia vụ kiện của Nam Phi nhằm vào Israel tại Tòa án Công lý Quốc tế, cáo buộc Israel phạm tội diệt chủng đối với người Palestine ở dải Gaza. Thưa quý vị, Hezbollah liệu có mạnh hơn Hamas? Theo các chuyên gia, nếu tham gia vào một cuộc chiến toàn diện với Hezbollah, Israel sẽ phải đối mặt với mối đe dọa mạnh hơn nhiều so với Hamas. Hezbollah, nhóm Hồi giáo theo dòng Shiite và là đối tác khu vực gần nhất của Iran, không chỉ phô trương vũ khí tinh vi hơn trong năm qua, mà còn tự hào về chiều sâu chiến lược của lực lượng này thông qua các đồng minh và đối tác trên khắp Trung Đông, trong đó bao gồm cả Iraq và Yemen. Trong khi năng lực quân sự của Israel đã được cải thiện đáng kể từ sau cuộc chiến cuối cùng ở Liban vào năm 2006, khi nhà nước Do Thái vẫn chưa có hệ thống phòng thủ vòm sắt, thì kho vũ khí của Hezbollah cũng đã được cải thiện. Theo ước tính của các nhà phân tích quân sự, Hezbollah sở hữu từ 30.000 đến 50.000 quân. Tuy nhiên, vào đầu năm nay, cố thủ lĩnh Hassan Nasrallah đã tuyên bố lực lượng này có hơn 100.000 chiến binh và quân dự bị. Kho vũ khí của Hezbollah cũng được cho là có từ 120.000 đến 200.000 tên lửa và đạn đạo. Khí tài lớn nhất của Hezbollah là tên lửa đạn đạo tầm xa với ước tính hàng ngàn tên lửa, bao gồm 1.500 tên lửa chính xác có tầm bắn từ 250 đến 300 km. Mới đây đã xuất hiện những hình ảnh cho thấy hoạt động chuẩn bị của binh lính thuộc Sư đoàn 98 của quân đội Israel trước khi diễn ra chiến dịch trên bộ ở Liban nhằm chống lại lực lượng Hezbollah. Sáng ngày 1 tháng 10, lực lượng phòng vệ Israel tuyên bố chính thức bắt đầu chiến dịch tấn công giới hạn trên bộ nhằm vào các mục tiêu của Hezbollah ở phía nam Liban. Theo tuyên bố của lực lượng phòng vệ Israel, chiến dịch này nhắm vào các vị trí của Hezbollah tại các làng gần biên giới, được xem là mối đe dọa đối với cộng đồng dân cư ở phía bắc Israel. Tuyên bố nhấn mạnh lực lượng pháo binh và không quân Israel đang hỗ trợ bộ binh trong cuộc tấn công này. Lực lượng phòng vệ Israel khẳng định chiến dịch đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt. Bên cạnh đó, quân đội Israel cũng vừa công bố một video phô diễn lực lượng để chuẩn bị cho giai đoạn chiến đấu tiếp theo tại Liban. Đoạn video cho thấy hình ảnh xe tăng Israel tung hỏa lực và cảnh tư lệnh Bộ Tư lệnh miền Bắc của quân đội, Thiếu tướng Ori Gordin đang chỉ đạo một cuộc họp với các sĩ quan khác. Vài ngày sau khi Israel hạ sát thủ lĩnh nhóm vũ trang Hezbollah ở Liban trong một động thái leo thang căng thẳng trong khu vực, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant cho hay giai đoạn tiếp theo của cuộc chiến dọc theo biên giới phía nam của Liban sẽ sớm bắt đầu. Dư luận quốc tế đang kêu gọi ngăn chặn xung đột giữa Israel và lực lượng vũ trang Hezbollah leo thang thành một cuộc chiến tranh quy mô lớn hơn. Liên Hợp Quốc đã lên tiếng phản đối chiến dịch trên bộ của Israel tại Liban. Người phát ngôn của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, ông Stefan Dujarric nêu rõ, chúng tôi không muốn chứng kiến bất kỳ cuộc tấn công trên bộ nào. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng hối thúc ngừng bắn tại Liban, đồng thời bày tỏ lo ngại rằng các hành động quân sự của Israel có thể dẫn đến xung đột leo thang hơn nữa trong khu vực. Washington kêu gọi giảm căng thẳng và thúc đẩy giải pháp ngoại giao để người dân Israel và Liban có thể trở về nhà sau khi bị sơ tán khỏi khu vực biên giới do xung đột.
Liên Hợp Quốc cho biết, một chỉ huy hàng đầu của Hamas ở Liban, người vừa thiệt mạng trong một cuộc tấn công của Israel, làm việc cho cơ quan của Liên Hợp Quốc vì người tị nạn Palestine, UNRWA. Ngày 30 tháng 9, ông Fatah Sharif thiệt mạng cùng vợ, con trai và con gái trong cuộc không kích của Israel vào trại tị nạn Apas, một trong 12 trại dành riêng cho người tị nạn Palestine ở Liban, tại thành phố Cảng Tyre phía nam nước này. Quân đội Israel xác nhận họ đã nhắm ông Sharif. Ông Sharif không công khai về mối quan hệ của mình với lực lượng vũ trang của người Palestine. Israel nhiều lần cho rằng cơ quan của Liên Hợp Quốc vì người tị nạn Palestine chưa làm đủ để loại bỏ các chiến binh Hamas khỏi hàng ngũ của họ. Phái đoàn ngoại giao của Israel tại Geneva viết trong bài đăng trên mạng xã hội X rằng Hamas đã thông báo về cái chết của Sharif và đoán xem công việc thứ hai của Sharif là gì. Ông ta là hiệu trưởng, người đứng đầu Hiệp hội Giáo viên của tổ chức ở Liban. Trường hợp này chứng tỏ có một vấn đề sâu sắc ở cơ quan của Liên Hợp Quốc vì người tị nạn Palestine, cách họ thẩm định về người họ tuyển dụng. Người phát ngôn của cơ quan của Liên Hợp Quốc vì người tị nạn Palestine, Jonathan Fowler, cho biết Sharif là một nhân viên của tổ chức này đã nghỉ không lương từ 3 tháng để chờ điều tra về những cáo buộc mà cơ quan này nhận được về việc ông tham gia hoạt động chính trị. Một tuyên bố của Hamas ca ngợi những đóng góp của Sharif vì sự nghiệp giáo dục và thánh chiến và gọi ông là người giáo viên thành công và một hiệu trưởng sâu sắc đối với nhiều thế hệ người tị nạn Palestine. Liên đoàn giáo viên tổ chức và các nhóm Palestine khác định kỳ tổ chức biểu tình trước văn phòng cơ quan Liên Hợp Quốc ở Beirut từ khi ông Sharif bị đình chỉ, cáo buộc cơ quan này nhắm vào các quan điểm chính trị của ông. Đầu tháng này, Liên đoàn giáo viên tổ chức một cuộc biểu tình ngồi khi Tổng ủy viên Philippi Lazzarini thăm Liban để đòi khôi phục công việc cho ông Sharif. Hezbollah đã phải chịu hậu quả nặng nề khi đánh giá sai về năng lực và sức mạnh của Israel trong cuộc xung đột đang diễn ra. Sai lầm chiến lược này không chỉ làm suy yếu Hezbollah mà còn khiến cho họ mất đi sự ủng hộ từ cộng đồng Shia tại Liban. Theo tờ Wall Street Journal ngày 30 tháng 9, vài tuần sau khi Hamas thực hiện cuộc tấn công vào Israel ngày 7 tháng 10 năm ngoái, Hassan Nasrallah, thủ lĩnh của Hezbollah, đã có một bài phát biểu mạnh mẽ, tuyên bố rằng phong trào này sẽ tham gia vào cuộc chiến chống Tel Aviv. Ông Nasrallah khẳng định rằng Israel đang run rẩy và yếu hơn cả mạng nhện, nhấn mạnh rằng cuộc chiến này không chỉ mang tính lịch sử mà còn là một bước ngoặt, đồng thời kêu gọi tất cả các phong trào dân quân thân Iran ở Liban đến Syria, Iraq và Yemen tham gia. Tuy nhiên, vào cuối tuần qua, ông Nasrallah đã thiệt mạng, cùng với nhiều lãnh đạo cấp cao khác của Hezbollah, và nhóm này đã chịu thiệt hại nặng nề từ các cuộc tấn công của Israel. Israel không chỉ tấn công thành công vào các mục tiêu quân sự của Hezbollah, mà còn cho thấy họ đã xâm nhập sâu vào hệ thống tình báo của nhóm này. Hậu quả đó cho thấy hai sai lầm chiến lược nghiêm trọng của ông Nasrallah và Hezbollah, đánh giá thấp khả năng của Israel và đánh giá quá cao năng lực từ các đồng minh của họ trong khu vực. Hezbollah sở hữu một kho vũ khí khổng lồ, bao gồm tên lửa và rocket, nhằm răn đe và ngăn chặn sự leo thang từ phía Israel. Tuy nhiên, cho đến nay, những vũ khí này chưa gây ra thiệt hại đáng kể nào cho Israel. Theo Bộ Y tế Liban, hơn 1.000 người đã thiệt mạng tại nước này trong các cuộc không kích của Israel kể từ ngày 16 tháng 9. Nhưng không một người Israel nào thiệt mạng do các cuộc tấn công của Hezbollah kể từ ngày 19 tháng 9. Fawad Siniora, cựu thủ tướng Liban, chỉ ra rằng mặc dù Hezbollah hành động như một quân đội, nhưng họ không thể sánh được với Israel về hỏa lực, sức mạnh trên không, tình báo và công nghệ. Điều này cho thấy Hezbollah, dù mạnh trong mắt nhiều người ở Liban và khu vực, vẫn là một lực lượng yếu thế khi đối đầu với Israel. Nhà phân tích chính trị người Liban Michael Young nhận định, một trong những hậu quả lớn nhất đối với Hezbollah từ sai lầm trên chính là sự suy yếu nghiêm trọng về danh tiếng và uy tín chính trị tại Liban. Trước đây, Hezbollah cũng từng được coi là một lực lượng bất khả chiến bại trong mắt nhiều người Liban. Nhưng giờ đây, sự thất bại trong cuộc chiến với Israel đã làm mất đi ánh hào quang đó. Khu vực phía nam Liban, nơi tập trung phần lớn cộng đồng người Shia, đã phải chịu những tổn thất nặng nề từ các cuộc không kích của Israel, khiến hàng nghìn người phải di tản. Điều này đặt ra các thách thức cho Hezbollah trong việc duy trì sự hỗ trợ từ chính cộng đồng người Shia mà họ dựa vào. Kết quả cuối cùng của cuộc xung đột hiện tại vẫn chưa rõ ràng, nhưng một điều chắc chắn là Hezbollah đã mất đi phần lớn kiểm soát và ảnh hưởng mà họ từng có ở Liban. Thêm vào đó, phong trào này hiện phải đối mặt với nguy cơ bị phản đối ở Liban, khi nhiều người dân bắt đầu tỏ ra thất vọng với các cuộc xung đột mà Hezbollah đã gây ra. Có thể nói, Hezbollah hiện đang rơi vào một tình thế khó khăn, nhưng Israel cũng có nguy cơ mắc phải cái bẫy tương tự. Nếu Israel tiến hành một cuộc tấn công trên bộ vào Liban, họ có thể gặp phải những hậu quả giống như cuộc chiến năm 1982, vốn dẫn đến việc thành lập Hezbollah và cuộc rút quân đơn phương khỏi miền nam Liban vào năm 2000. Bất chấp việc ông Nasrallah
và các chỉ huy cấp cao thiệt mạng. Hezbollah vẫn còn hàng nghìn chiến binh dày dạn kinh nghiệm và một kho vũ khí lớn có thể gây ra thương vong đáng kể. Senia Stretlova, cựu nhà lập pháp Israel, cảnh báo rằng Hezbollah có thể trỗi dậy từ đống tro tàn nếu Israel bắt đầu hoạt động trên bộ ở miền nam Liban. Trong khi các chỉ huy Israel nhận thấy những nguy hiểm của chiến đấu trên bộ và nhớ lại những tổn thất từ chiến dịch năm 2006, mục tiêu chính trị của Israel đưa khoảng 60.000 người Israel trở về khu vực biên giới phía Bắc rất khó đạt được chỉ bằng sức mạnh không quân. Dù Hezbollah đã bị suy yếu, nhóm này vẫn từ chối ngừng bắn nếu Israel không đồng ý với điều kiện ngừng bắn với Hamas ở Gaza. Theo Ayan Jisser, chuyên gia về khu vực, điều này sẽ là một thất bại nếu Hezbollah đồng ý ngừng bắn trong hoàn cảnh này. Sự suy yếu của Hezbollah đang đặt ra thách thức đặc biệt cho Iran vì họ phụ thuộc vào lực lượng này để bảo vệ lợi ích của mình trước các cuộc tấn công tiềm tàng từ Israel. Michael Horowitz, giám đốc tình báo tại Lebec International, nhận định rằng Hezbollah không chỉ là một công cụ của Iran mà còn là một phần quan trọng trong học thuyết phòng thủ của nước này. Tuy nhiên, hiện tại Iran đang phải đối mặt với một tình thế tiến thoái lưỡng nan. Họ cần bảo vệ Hezbollah, nhưng đồng thời lại không muốn dấn thân vào một cuộc xung đột trực tiếp với Israel. Lầu Năm Góc cho biết sẽ điều hàng nghìn quân đến Trung Đông để tăng cường an ninh và bảo vệ Israel nếu cần thiết. Thông báo này được đưa ra sau khi có thông tin Israel đưa bộ binh vào miền nam Liban. Lực lượng bổ sung sẽ nâng tổng số quân Mỹ hiện diện ở khu vực lên khoảng 43.000 người. Ngày 30 tháng 9, người phát ngôn Lầu Năm Góc Sabrina Singh nói với báo chí rằng lực lượng bổ sung sẽ bao gồm các phi đội máy bay chiến đấu và máy bay tấn công. Động thái này diễn ra sau hàng loạt các cuộc tấn công của Israel vào Liban, loại bỏ lãnh đạo Hezbollah Seyed Hassan Nasrallah và nhiều nhân vật cấp cao của lực lượng này, đánh dấu sự gia tăng đáng kể trong cuộc xung đột ở Trung Đông. Lực lượng bổ sung bao gồm các phi đội máy bay chiến đấu F-15E, F-16 và F-22 và máy bay tấn công A-10 cùng các lực lượng hỗ trợ. Ngày 29 tháng 9, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho biết sẽ tạm thời kéo dài thời gian hoạt động của nhóm tác chiến tàu sân bay USS Abraham Lincoln và phi đội máy bay trên tàu ở khu vực. Một quan chức Mỹ tiết lộ, thời gian gia hạn sẽ kéo dài khoảng một tháng. Bên cạnh đó, nhóm tàu sân bay USS Harry S. Truman đã rời Virginia vào tuần trước và đang trên đường đến châu Âu để tiến vào biển Địa Trung Hải, một lần nữa tạo thành sự hiện diện của hai nhóm tàu sân bay ở khu vực. Tại Nhà Trắng, Tổng thống Joe Biden cho biết ông đã nắm được kế hoạch của Israel đưa bộ binh vào Liban sau gần một năm giao tranh với Hezbollah, đồng thời khẳng định ông muốn ngừng bắn ngay lập tức. Liên quan tới chiến sự Trung Đông, quân đội Israel cho biết đã bắt đầu chiến dịch có giới hạn cục bộ nhằm vào các mục tiêu của Hezbollah ở miền nam Liban, mở ra một mặt trận mới trong cuộc chiến chống lại lực lượng thân Iran. Trong một thông báo ngắn, quân đội Israel cho biết đang tấn công các mục tiêu của Hezbollah ở khu vực gần biên giới với các đơn vị không quân và pháo binh hỗ trợ lực lượng mặt đất. Israel không đưa ra thông tin chi tiết về thời gian diễn ra chiến dịch, nhưng cho biết quân đội đã được huấn luyện và chuẩn bị trong nhiều tháng. Thông báo cho biết, vài giờ trước, quân đội Israel đã bắt đầu chiến dịch đột kích trên bộ có giới hạn, cục bộ và có mục tiêu. Những mục tiêu này nằm ở các ngôi làng gần biên giới và gây ra mối đe dọa trực tiếp với cộng đồng dân cư ở miền Bắc Israel. Chiến dịch tấn công trên bộ đánh dấu một giai đoạn mới trong cuộc chiến của Israel chống lại Hezbollah. Trước đó, các quan chức Mỹ cho biết Israel đã tiến hành cuộc không kích trên bộ quy mô nhỏ nhằm vào Hezbollah và phong tỏa các cộng đồng dọc theo biên giới phía Bắc của nước này từ ngày 30 tháng 9. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller cho biết Israel đã thông báo với Washington về cuộc tấn công mà ông gọi là hoạt động quy mô hạn chế, tập trung vào hạ tầng của Hezbollah gần biên giới. Tiếng không kích vang lên khắp Beirut và khói bốc lên từ các vùng ngoại ô phía nam thủ đô Liban, nơi Hezbollah tập trung lực lượng, ngay sau khi Israel yêu cầu cư dân của ba tòa nhà phải sớm sơ tán. Israel và Hezbollah đã đấu súng gần như hàng ngày kể từ khi cuộc xung đột ở dải Gaza bắt đầu, khiến hàng chục nghìn người ở Israel và Liban phải di rời. Israel tuyên bố tiếp tục tấn công Hezbollah cho đến khi những người dân phải sơ tán, có thể an toàn trở về nhà của họ ở gần biên giới Liban. Còn Hezbollah thì sẽ tiếp tục bắn tên lửa vào Israel cho đến khi có lệnh ngừng bắn ở dải Gaza. Thưa quý vị, lực lượng phòng vệ Israel IDF đã tiêu diệt Phó Chủ tịch Hội đồng Trung ương của Hezbollah là Nabil Kaouk cùng ít nhất 10 người khác trong bối cảnh hai bên đang không kích lẫn nhau. Đây là thành viên cấp cao thứ 7 của Hezbollah bị Israel thủ tiêu trong vòng một tuần. Ngày 29 tháng 9, Hezbollah xác nhận một chỉ huy cấp cao khác của nhóm là Ali Karaki đã thiệt mạng trong cuộc không kích của Israel vào hồi cuối tuần trước. Giới lãnh đạo quân sự cấp cao của Hezbollah hiện đã gần như bị xóa sổ hoàn toàn. Các vụ ám sát chỉ huy Hezbollah diễn ra vài ngày
sau khi một vụ tấn công công nghệ cao xảy ra, khiến hàng trăm máy nhắn tin và bộ đàm của thành viên Hezbollah phát nổ. Trong thời gian qua, Israel và Hezbollah tấn công lẫn nhau gần như mỗi ngày. Trong cuộc giao tranh năm 2006 với Hezbollah, Israel đã cố gắng ám sát ông Hassan Nasrallah 3 lần. Một cuộc không kích đã trượt vì lãnh đạo Hezbollah đã rời khỏi vị trí. Các cuộc tấn công còn lại không xuyên thủng được hầm ngầm của ông. Theo truyền thông Israel, vào tối ngày 27 tháng 9, quân đội Israel đã khắc phục những sai sót khi xưa. Họ theo dõi Hassan Nasrallah, thủ lĩnh của Hezbollah, tới một hầm ngầm sâu dưới một khu chung cư ở phía nam thủ đô Beirut của Liban và thả tới 80 quả bom để đảm bảo thủ lĩnh của Hezbollah bị sát hại. Phi công lái chiếc chiến đấu cơ F-15I của Israel tự hào nói, "Chúng tôi mới tới được bất kỳ đâu, ở bất kỳ đâu." Theo quân đội Israel, chiếc máy bay này đã thả loạt bom khiến ít nhất 4 tòa nhà dân cư bị phá hủy. Tuy nhiên, ẩn sau sự tự tin và kiêu hãnh của quân đội cùng cơ quan an ninh Israel, những lực lượng đã liên tục giáng những đòn tàn khốc vào một trong những đối thủ lớn nhất của họ trong khu vực suốt vài tuần qua, lại che giấu một sự thật khó chịu. Sau gần 4 thập kỷ chiến đấu với Hezbollah, chỉ gần đây Israel mới thực sự xoay chuyển được tình thế. Theo các quan chức hiện tại và trước đây, điều thay đổi là chiều sâu và chất lượng thông tin tình báo mà Israel có được trong 2 tháng qua. Bắt đầu từ vụ ám sát Fuad Shukr, một trong những trợ thủ đắc lực của Nasrallah, vào ngày 30 tháng 7, khi ông ta đến thăm một người bạn gần nơi xảy ra vụ ném bom vào ngày 27 tháng 9. Các quan chức này mô tả một sự tái định hướng quy mô lớn trong nỗ lực thu thập tình báo của Israel về Hezbollah sau thất bại bất ngờ của họ vào năm 2006, khi không thể giáng một đòn hạ gục nhóm vũ trang này, thậm chí không tiêu diệt được các lãnh đạo cấp cao của họ, bao gồm cả ông Nasrallah. Trong 2 thập kỷ tiếp theo, đơn vị tình báo tinh nhuệ 8.200 của Israel và Cục Tình báo quân sự Amman đã thu thập khối lượng lớn dữ liệu để lập bản đồ lực lượng dân quân đang phát triển nhanh chóng, chiến trường phía Bắc của Israel. Bà Miri Asin, một cựu sĩ quan tình báo cấp cao cho biết, việc này đòi hỏi Israel phải thay đổi căn bản cách nhìn về Hezbollah. Một phong trào du kích Liban đã làm suy yếu ý chí và sức bền của Israel trong vũng lầy chiếm đóng miền Nam Liban suốt 18 năm. Cuộc chiếm đóng này kết thúc vào năm 2000 trong một cuộc rút lui đầy tủi hổ, đi kèm với sự mất mát lớn về năng lực thu thập tình báo. Bà Asin cho biết, tình báo Israel giờ đã mở rộng tầm nhìn để nhìn toàn diện về Hezbollah, không chỉ tập trung vào nhánh quân sự của nhóm mà còn cả tham vọng chính trị và mối quan hệ ngày càng phát triển của nhóm này với lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran IRGC, cùng mối liên hệ giữa ông Nasrallah với Tổng thống Syria. Bà Miri Asin nói, bạn phải xác định chính xác những gì mình đang tìm kiếm. Đó là thách thức lớn nhất. Và nếu làm tốt, nó sẽ cho phép bạn nhìn nhận mọi thứ trong toàn bộ sự phức tạp của chúng, để thấy được bức tranh tổng thể. Theo bà Miri Asin, trong gần một thập kỷ, tình báo Israel đã coi Hezbollah là một đội quân khủng bố, thay vì chỉ là một nhóm khủng bố như Osama Bin Laden ẩn náu trong hang động. Đây là một sự thay đổi về tư duy buộc Israel phải nghiên cứu Hezbollah kỹ lưỡng và toàn diện như cách họ từng làm với quân đội Syria. Israel bắt đầu tập trung nhiều hơn vào Hezbollah với lợi thế kỹ thuật vượt trội, vệ tinh do thám, máy bay không người lái hiện đại và khả năng tấn công mạng, biến điện thoại di động thành thiết bị nghe lén. Israel thu thập được rất nhiều dữ liệu, đến mức có hẳn một đơn vị riêng là đơn vị 9900 để viết thuật toán phân tích hàng terabyte dữ liệu hình ảnh, tìm ra thay đổi nhỏ nhất như một thiết bị nổ tự chế bên đường hay việc bổ sung lớp bê tông cho thấy có thể có một hầm ngầm. Theo tuyên bố công khai của lực lượng phòng vệ Israel, qua nhiều năm, tình báo Israel đã tạo ra một danh sách mục tiêu lớn đến mức trong 3 ngày đầu tiên của chiến dịch không kích, máy bay chiến đấu của họ đã cố gắng tiêu diệt ít nhất 3.000 mục tiêu được cho là của Hezbollah. Một cựu quan chức cho biết, Israel có rất nhiều khả năng, rất nhiều thông tin tình báo chờ được sử dụng. Chúng tôi đã có thể sử dụng những khả năng này từ lâu trong cuộc chiến, nhưng chưa làm. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết, chiến dịch của Israel vẫn chưa kết thúc, vẫn có khả năng Israel sẽ cử lính bộ binh vào miền Nam Liban để giúp tạo ra một vùng đệm ở phía bắc biên giới. Nhiều khả năng tên lửa của Hezbollah vẫn còn nguyên vẹn. Chính phủ Yemen ngày 30 tháng 9 đã mạnh mẽ lên án các cuộc không kích gần đây của Israel vào thành phố cảng Hodeidah, hiện do lực lượng Houthi kiểm soát, đồng thời cảnh báo Israel và Iran không nên sử dụng lãnh thổ nước này như một chiến trường ủy nhiệm. Theo hãng thông tấn quốc gia Sabah, chính phủ Yemen lên án cuộc không kích của Israel ngày 29 tháng 9 vừa qua là sự vi phạm chủ quyền của Yemen và trái với các luật pháp và công ước quốc tế. Giới chức Yemen cũng bày tỏ lo ngại sâu sắc về việc gia tăng bạo lực có thể làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng nhân đạo tại quốc gia này. Theo thông tin từ Bộ Y tế do lực lượng Houthi quản lý, cuộc không kích của Israel tại Hodeidah đã khiến 5 người thiệt mạng và 57 người bị thương, trong đó nhiều người đang trong tình trạng nguy kịch.
Cũng trong ngày 30 tháng 9, lực lượng Houthi tại Yemen cảnh báo sẽ gia tăng tấn công quân sự nhằm đáp trả các cuộc không kích của Israel. Liên quan đến tình hình căng thẳng ở Trung Đông, Bộ Quốc phòng Mỹ mới đây đã đưa ra cảnh báo không thể loại trừ khả năng Iran quyết định tấn công Israel sau vụ tiêu diệt thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah tuần trước. Sputnik News đưa tin, Phó phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Mỹ Sabrina Singh ngày 30 tháng 9 cảnh báo không thể loại trừ khả năng Iran quyết định tấn công Israel sau vụ tiêu diệt thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah tuần trước. Bà Singh cũng cho biết, Lầu Năm Góc không loại trừ phản ứng từ Hezbollah hoặc các nhóm chiến binh ở Iraq và Syria. Để đối phó với tình hình căng thẳng leo thang, Bộ Quốc phòng Mỹ đang triển khai thêm các máy bay chiến đấu F-16, F-15E, A-10, F-22 đến Trung Đông. Lực lượng tăng cường này bao gồm vài nghìn binh sĩ Mỹ có nhiệm vụ bảo vệ lực lượng Mỹ và Israel nếu cần thiết. Ngày 29 tháng 9, Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin đã chỉ đạo tăng cường khả năng hỗ trợ phòng không trong những ngày tới, đồng thời ra lệnh cho nhóm tác chiến tàu sân bay USS Lincoln tiếp tục ở lại khu vực. Ông Austin cũng nâng cao mức độ sẵn sàng cho các lực lượng Mỹ bổ sung có thể được triển khai đến Trung Đông nếu cần thiết. Thưa quý vị, Hamas và Hezbollah cùng nhau phản đối quyền tồn tại của Israel và bị Mỹ, Israel và các quốc gia khác coi là các nhóm cực đoan. Cả Hamas và Hezbollah đều là nhóm chiến binh Hồi giáo, mặc dù Hamas thuộc nhánh Sunni và Hezbollah thuộc nhánh Shia. Hamas kiểm soát lãnh thổ Gaza của Palestine nằm ở biên giới phía tây nam của Israel, trong khi Hezbollah có trụ sở tại Liban ở biên giới phía bắc của Israel. Iran từ lâu đã được biết đến là nước cung cấp hỗ trợ, đào tạo và vũ khí cho cả hai nhóm kháng chiến vũ trang, được coi là lớn nhất trong mạng lưới các nhóm ủy nhiệm của Tehran ở biên giới Israel. Phát biểu trong cuộc họp báo do Liên đoàn Do Thái Bắc Mỹ tổ chức, cựu Thủ tướng Israel Naftali Bennett nói, Iran có vẻ như là thủ lĩnh của con bạch tuộc cực đoan, một bên là Hezbollah, một bên là Hamas. Theo chính phủ Mỹ, Hamas có số lượng thành viên từ 20.000 đến 25.000 người và được thành lập vào năm 1987 như một nhánh của tổ chức Anh em Hồi giáo Ai Cập. Tên của tổ chức này là từ viết tắt của Harakat al-Muqawama al-Islamiyya hay phong trào kháng chiến Hồi giáo. Hamas bác bỏ quyền tồn tại của Israel và thay vào đó quyết tâm thành lập một quốc gia Palestine trong khu vực. Nhóm này có cả chức năng chính trị, xã hội và quân sự và được nhận sự hỗ trợ và vũ khí quan trọng từ Iran. Đây là một trong số nhiều tổ chức đang cạnh tranh để giành ảnh hưởng đối với người Palestine trong cuộc xung đột kéo dài hàng thập kỷ về tương lai của họ kể từ khi nhà nước Israel hiện đại được thành lập tại nơi từng là lãnh thổ của Ủy trị Palestine. Hamas bị Mỹ, Liên minh châu Âu, Vương quốc Anh và các nước khác coi là tổ chức bạo loạn. Một nghị quyết coi Hamas là nhóm bạo loạn đã không được thông qua tại Liên Hợp Quốc vào năm 2018. Hamas trên thực tế đã chiếm giữ dải Gaza, một trong hai vùng lãnh thổ chính của Palestine sau chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 2006 và một cuộc xung đột dữ dội với nhóm chính trị Fatah đối thủ năm 2007. Kể từ đó, Fatah tiếp tục cai trị vùng lãnh thổ bờ Tây ở phía đông bắc. Các cuộc thăm dò trước đây cho thấy Hamas nhận được nhiều mức độ ủng hộ khác nhau từ người Palestine, mặc dù đôi khi họ có lợi thế hơn Fatah. Một người thăm dò trước đây đã nói với Associated Press rằng Hamas được ủng hộ trong suốt cuộc xung đột. Hamas đã nhiều lần đụng độ với Israel kể từ khi chiếm được vùng đất tách biệt dải Gaza, nơi sinh sống của khoảng 2 triệu người và có diện tích bằng khoảng một nửa thành phố New York. Dải Gaza đang bị Israel và Ai Cập phong tỏa nghiêm ngặt, hạn chế mạnh mẽ việc di chuyển của người dân và hàng hóa vào và ra khỏi khu vực này. Một số cuộc giao tranh nghiêm trọng nhất giữa Hamas và Israel diễn ra vào năm 2008, khi Israel đưa quân vào dải Gaza, gây ra giao tranh ác liệt ở đô thị nhằm dập tắt các vụ phóng tên lửa đang diễn ra. Hezbollah được cho là nhóm phi nhà nước được trang bị vũ khí mạnh nhất thế giới, được Iran hậu thuẫn và có trụ sở tại quốc gia Liban ở phía đông Địa Trung Hải. Nhóm Hồi giáo Shia này đã tham gia vào các cuộc đối đầu với lực lượng Israel ở biên giới phía nam Liban kể từ ngày 8 tháng 10. Các cuộc giao tranh xuyên biên giới đã làm dấy lên nỗi lo về một cuộc xung đột khu vực và thúc đẩy những nỗ lực ngoại giao mạnh mẽ nhằm giảm căng thẳng. Mặc dù không thể sánh được với sức mạnh quân sự của Israel, nhưng kho vũ khí ngày càng tinh vi của Hezbollah có khả năng gây ra thiệt hại đáng kể cho Israel và các đồng minh của nước này trong khu vực. Thưa quý vị, quân đội Israel khẳng định các cuộc giao tranh ác liệt đang diễn ra tại khu vực phía nam Liban giữa lực lượng này và phong trào Hezbollah. Tuy nhiên, thông tin chi tiết chưa được công bố.
Theo lực lượng phòng vệ Israel, giao tranh giữa binh sĩ nước này và các tay súng Hezbollah diễn ra ác liệt tại nhiều vị trí bên trong lãnh thổ Liban, nơi lực lượng phòng vệ Israel vừa chính thức phát động chiến dịch tấn công giới hạn vào miền nam Liban từ đêm ngày 30 tháng 9 để phá hủy các mục tiêu của Hezbollah. Quân đội Israel không cho biết kết quả cụ thể của các cuộc giao tranh, song xác nhận lực lượng tham chiến gồm có các đơn vị lính dù và lính biệt kích của sư đoàn số 98 cùng sư đoàn thiết giáp số 7. Chiến dịch tấn công được yểm trợ hỏa lực từ xa của không quân và pháo binh Israel. Lực lượng phòng vệ Israel cũng cho biết đã kêu gọi người dân khu vực phía nam Liban không di chuyển bằng phương tiện cơ giới về phía nam sông Litani. Về phần mình, phong trào Hezbollah tuyên bố đã tấn công bằng đạn cối và rocket, gây thương vong cho các lực lượng chiếm đóng bên trong lãnh thổ Liban. Cuộc tấn công bộ binh đêm 30 tháng 9 của Israel vào phía nam Liban đánh dấu bước leo thang mới trong cuộc đối đầu quân sự đẫm máu giữa Israel và Hezbollah kéo dài suốt gần một năm qua. Trước cuộc tấn công bộ binh, không quân Israel đã mở chiến dịch tập kích quy mô lớn chưa từng có mang mật danh mũi tên phương Bắc vào Liban, đánh phá hàng ngàn mục tiêu của Hezbollah cả ở khu vực phía đông, phía nam và ngoại ô thủ đô Beirut. Nhiều quốc gia và các tổ chức quốc tế đã lên án mạnh mẽ chiến dịch không kích của Israel, coi đó là bước leo thang nguy hiểm có thể đẩy toàn bộ khu vực Trung Đông vào một cuộc chiến thảm khốc đẫm máu mới. Quân đội Israel tuyên bố đã chính thức bắt đầu chiến dịch tấn công giới hạn trên bộ nhằm vào các mục tiêu của nhóm vũ trang Hezbollah ở phía nam Liban. Cùng với đó, Israel cũng nhắm vào các chiến binh được Iran hậu thuẫn ở Syria, Yemen và Iraq. Sáng sớm ngày 1 tháng 10, Israel không kích nhắm vào Monia Magda, chỉ huy lữ đoàn tử vì đạo Anas, phong trào Fatah Palestine, chi nhánh tại Liban. Ngoài việc tiêu diệt một số chỉ huy Hezbollah, các cuộc không kích của Israel đã sát hại khoảng 1.000 thường dân và buộc 1 triệu người phải rời bỏ nhà cửa. Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant tuyên bố giai đoạn tiếp theo của cuộc chiến dọc theo biên giới với Liban và đặt mục tiêu đưa người Israel phải di rời trong gần một năm qua trở về nhà. Không chỉ giới hạn ở Liban, Israel cảnh báo Iran rằng không nơi nào ở Trung Đông nằm ngoài tầm ngắm của Israel. Một cuộc không kích của Israel vào thủ đô Damascus, Syria trong ngày 30 tháng 9 đã khiến 3 thường dân thiệt mạng và 9 người khác bị thương. Trước đó, Israel cũng đã tấn công vào cảng Hodeidah tại Yemen nhằm vào mục tiêu của Houthi, gây ra hàng chục thương vong và phá hủy hệ thống phát điện của cảng cùng cơ sở hạ tầng khác tại cảng. Về phía Hezbollah, Phó thủ lĩnh Hezbollah Naim Qassem tuyên bố họ đã sẵn sàng cho một cuộc giao tranh trên bộ, tiếp tục bắn tên lửa sâu tới 150 km vào lãnh thổ Israel. Mặc dù Tổng thống Mỹ Joe Biden đã kêu gọi ngừng bắn, nhưng cho đến nay, Mỹ vẫn chưa thuyết phục được Israel kiềm chế các cuộc tấn công vào Hezbollah hay lực lượng Hamas ở Gaza. Ngoại trưởng Anh David Lammy một lần nữa kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức. Ông nói, chúng tôi không thương tiếc cái chết của thủ lĩnh thuộc một tổ chức khủng bố, nhưng chúng tôi thương tiếc những thường dân đã mất mạng trong cuộc đổ máu trong vài ngày qua. Và đó là lý do tại sao chúng tôi với tư cách là G7 và các thành viên Hội đồng Bảo an thúc giục và kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức. Đồng quan điểm, đại diện cấp cao của EU phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại Joseph Borrell cũng nhấn mạnh, bây giờ là lúc cần buông vũ khí và tiếng nói ngoại giao cần được cất lên và được tất cả mọi người lắng nghe. Việc Hezbollah bắn tên lửa và các loại đạn khác vào lãnh thổ Israel kể từ ngày 8 tháng 10 cũng phải dừng lại. Chủ quyền của cả Israel và Liban phải được đảm bảo. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan kêu gọi Đại hội đồng Liên Hợp Quốc nên khuyến nghị sử dụng vũ lực phù hợp với nghị quyết đã thông qua năm 1950 nếu Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc không ngăn chặn được các cuộc tấn công của Israel vào Gaza và Liban. Tổng thống Erdogan cũng kêu gọi các nước Hồi giáo thực hiện các biện pháp trừng phạt kinh tế, ngoại giao và chính trị chống lại Israel để gây sức ép buộc nước này phải chấp nhận lệnh ngừng bắn. Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Nasser Kanani tuyên bố Iran sẽ không bỏ qua bất kỳ hành động gây hấn nào của Israel mà không bị trả đũa. Tuyên bố mới nhất của Iran cho thấy xung đột leo thang giữa Israel và các chiến binh được Iran hậu thuẫn có thể đe dọa lôi kéo cả Mỹ và Iran vào cuộc. Thưa quý vị, ngày 1 tháng 10, quân đội Israel IDF bắt đầu chiến dịch tấn công giới hạn trên bộ nhằm vào các mục tiêu của Hezbollah ở phía nam Liban. Liệu động thái quân sự mới nhất này của Israel có đẩy Trung Đông vào một cuộc xung đột trên diện rộng? Giới quan sát đặt câu hỏi, Israel có vũ khí gì để tự tin đánh Hezbollah? Vòm sắt. Có lẽ thành phần quan trọng nhất trong chiến lược phòng thủ trên không nhiều tầng của Israel là Iron Dome, hệ thống phòng không vòm sắt nổi tiếng vào năm 2021 khi xảy ra cuộc đối đầu nảy lửa giữa Israel và phái Hamas của Palestine vào tháng 5 năm đó. Mục tiêu của hệ thống phòng thủ này là đánh chặn và loại bỏ các loại tên lửa tầm ngắn bay từ cự ly 4,2 đến 145 km. Vòm sắt tỏ rõ
là công cụ lợi hại của Israel kể từ khi được triển khai cách đây một thập kỷ. Bom sắt sử dụng một radar có thể định vị các rocket phóng tới. Một hệ thống chỉ huy và kiểm soát có thể giải mã mức độ đe dọa của các rocket đó và một tên lửa đánh chặn sẽ xóa bỏ mối nguy hiểm ngay từ trên không. Hệ thống phòng thủ tên lửa này có tỷ lệ thành công lên tới 90%. Tuy không hoàn hảo, đây là một công cụ trọng yếu trong chiến lược quốc phòng của Israel. Kết hợp với David Sling và Arrow Interceptor, hệ thống phòng không này cứu sống nhiều sinh mạng người Israel mỗi khi các nhóm chiến binh phóng tên lửa về phía nhà nước Do Thái. Iron Dome có tỷ lệ thành công khoảng 90% và có khả năng xác định phá hủy các tên lửa đang bay tới trước khi chúng tấn công vào các trung tâm dân sự của Israel. Nhà sản xuất quốc phòng Israel Rafael Osvan Defense System đã hợp tác với Israel Aerospace Industry để thiết kế drone có thể bắn hạ tên lửa và rocket từ phạm vi từ 2,5 đến 90 dặm, trong khi hệ thống quan trọng này đã ngăn chặn hàng ngàn cuộc tấn công do Hamas, Hezbollah và Palestine Islamic Jihad phát động kể từ khi thành lập cách đây gần 20 năm. Drone không hoàn toàn bất khả chiến bại, dễ bị tấn công bởi chiến thuật bầy đàn. Hệ thống phòng không này không thể chống lại đợt tấn công của Hamas vào ngày 7 tháng 10. Máy bay chiến đấu F-35i. Kể từ khi Israel bắt đầu ném bom dải Gaza, một nền tảng máy bay chiến đấu đã nổi bật. Biến thể chuyên dụng của không quân Israel là F-35 Joystick Fighter được nhiều chuyên gia trong ngành coi là nền tảng thế hệ thứ 5 đáng gờm nhất trên bầu trời. Năm 2010, Israel đã trở thành quốc gia đầu tiên bên ngoài chương trình hợp tác phát triển khung máy bay của chính quốc gia để có được phiên bản sửa đổi của F-35, được trang bị một loạt các khả năng sản xuất trong nước. Adir phục vụ các nhiệm vụ độc đáo của Israel. Mặc dù phi đội Adir của Israel nhỏ hơn phi đội F-15 và F-16, nhưng F-35 của nước này là vô song trong khu vực. Trong đoạn phim do Twitter của IAF công bố, những quả GBU-31 GDAM nặng 2.000 pound được nhìn thấy cạnh một chiếc máy bay chiến đấu Adir. Xe tăng chiến đấu chủ lực Merkava. Trong một cuộc xâm lược trên bộ vào dải Gaza, IDF chắc chắn sẽ chuyển sang đội xe tăng chiến đấu chủ lực Merkava của mình. Đội hình xe tăng đáng gờm này phục vụ cho quân đoàn thiết giáp của Israel trong hơn 4 thập kỷ và đã được nâng cấp qua nhiều năm. Biến thể Merkava Mark 4 mới nhất có thể bắn vào các mục tiêu di chuyển trong khi đang di chuyển và được chế tạo để chống lại các cuộc tấn công của máy bay không người lái tốt hơn một số phiên bản tương tự. Có lẽ thành phần quan trọng nhất của các biến thể Merkava gần đây hơn là hệ thống bảo vệ chủ động Trophy. Theo giải thích của Military Today, hệ thống Trophy sử dụng radar điều khiển hỏa lực mảng quét điện tử chủ động ENTA với 4 anten phẳng gắn trên xe để có trường nhìn 360 độ. Hệ thống có thời gian phản ứng ngắn. Khi phát hiện ra một vật thể bay tới, máy tính bên trong sẽ tính toán vector tiếp cận cũng như thời gian và góc bắn tối ưu để thực hiện các biện pháp đối phó. Một số vật thể nhỏ hình thành chất nổ được chứa trong hai bệ phóng quay được lắp ở hai bên xe. Sau khi phóng, các loại đạn phòng thủ này sẽ phát nổ và tạo ra một đám mây mảnh đạn nổ rất chặt và chính xác. Sự thành công của hệ thống Trophy trong chiến đấu đã giúp cho IDF có thể hành động tấn công nhiều hơn trên chiến trường. Nếu được triển khai trong cuộc xâm lược trên bộ vào Gaza, Merkava chắc chắn sẽ cung cấp một khả năng quan trọng. Thưa quý vị, bất chấp vai trò quan trọng của Hezbollah là lực lượng đại diện khu vực của Iran, Tehran vẫn ngần ngại can thiệp khi Israel đang làm suy yếu nhóm này. Các yếu tố kinh tế, chính trị và chiến lược giải thích lý do tại sao. Bình luận trên tờ Jerusalem Post của Israel vào ngày 30 tháng 9, Fahad Rezaei, học giả và là nhà nghiên cứu cấp cao tại dự án Philos cho rằng, khi căng thẳng giữa Israel và Hezbollah gia tăng, vai trò của Iran như một đồng minh chính của Hezbollah càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, Tehran lại tỏ ra thận trọng trong việc can thiệp, mặc dù Israel đang tiến hành một loạt các cuộc tấn công nhằm vào phong trào này. Nhiều yếu tố từ kinh tế đến chính trị và chiến lược đã ảnh hưởng đến quyết định của Iran trong bối cảnh trên. Gần đây, quân đội Israel đã thực hiện các cuộc tấn công có mục tiêu nhằm vào Hezbollah, khiến thủ lĩnh Hassan Nasrallah cùng nhiều chỉ huy cấp cao khác của Hezbollah thiệt mạng. Các cuộc tấn công này không chỉ gây thiệt hại về nhân sự, mà còn làm suy yếu nghiêm trọng cơ sở hạ tầng và kho vũ khí của Hezbollah, bao gồm việc phá hủy hệ thống chỉ huy và kiểm soát, cũng như kho tên lửa tầm ngắn và tầm trung của nhóm này. Hezbollah không chỉ là một lực lượng vũ trang, mà còn là một nhóm dân quân thân Iran và có vai trò chiến lược với Tehran trong khu vực, đặc biệt trong trường hợp Israel tấn công vào các cơ sở hạt nhân của Iran. Vì vậy, câu hỏi được đặt ra là, tại sao Iran lại tê liệt trước những cuộc tấn công từ Israel này?
phải chăng Tehran đang từ bỏ đồng minh quan trọng của mình hay có những tính toán sâu xa hơn sau sự do dự của họ? Theo ông Rezaei, một trong những lý do quan trọng cho sự do dự của Iran có lẽ là tình hình kinh tế mà quốc gia này đang phải đối mặt. Kể từ khi Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân vào năm 2018, nền kinh tế Iran đã rơi vào khủng hoảng với nợ quốc gia lên đến 30% GDP, lạm phát đạt mức 49,5%, đồng tiền mất 80% giá trị trong vòng chưa đầy 2 năm và tỷ lệ thất nghiệp gần 10%. Iran cũng phải đối mặt với nhiều cuộc biểu tình và tình trạng bất ổn xã hội. Tình hình chính trị tại Iran đang ở mức thấp nhất kể từ sau cuộc cách mạng Hồi giáo năm 1979, với tỷ lệ cử tri tham gia bầu cử giảm xuống chỉ còn 41%. Do đó, một quốc gia đang phải vật lộn với vấn đề kinh tế và xã hội sẽ rất khó khăn để huy động được sự ủng hộ cho một cuộc xung đột trực tiếp với Israel. Bên cạnh vấn đề về kinh tế và chính trị, sự chênh lệch về sức mạnh quân sự giữa Israel và Iran cũng là một yếu tố đáng kể. Israel đã thể hiện rõ ưu thế quân sự với khả năng không chiến và công nghệ tiên tiến. Trong khi đó, lực lượng không quân của Iran lại đang phải đối mặt với nhiều hạn chế. Các tên lửa và thiết bị bay không người lái UAV của Iran chưa thể xâm nhập vào không phận Israel, trong khi không phận Iran lại hoàn toàn mở cho các cuộc tấn công của Israel. Trong bối cảnh đó, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đã tuyên bố rằng họ không muốn tham gia vào một cuộc chiến tranh trực tiếp. Điều này phản ánh sự thận trọng trong chính sách đối ngoại của nước này. Các quan chức Iran đã từ chối yêu cầu từ Hezbollah về việc tấn công Israel, cho rằng thời điểm chưa thích hợp. Điều này cho thấy rằng Iran đang cân nhắc kỹ lưỡng trước khi quyết định can thiệp vào cuộc xung đột. Tehran cũng hiểu rằng việc tham gia vào một cuộc chiến tranh trực tiếp với Israel có thể sẽ kéo Mỹ vào cuộc xung đột. Một số nhà lãnh đạo Iran tin rằng sự leo thang của Israel là một cái bẫy do Thủ tướng Benjamin Netanyahu thiết kế để khiêu khích Iran vào một cuộc xung đột trực tiếp với Mỹ và họ nên thận trọng để tránh rơi vào cái bẫy này. Tóm lại, ông Rezaei lưu ý sự do dự của Iran trong việc can thiệp vào tình hình căng thẳng với Israel không phải là một quyết định ngẫu hứng mà là kết quả của nhiều yếu tố phức tạp. Cuộc khủng hoảng kinh tế, tình hình chính trị không ổn định và sự chênh lệch về sức mạnh quân sự đã khiến Tehran phải tính toán kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định. Iran có thể tiếp tục hỗ trợ Hezbollah từ xa, nhưng một cuộc xung đột trực tiếp với Israel trong thời điểm này có lẽ là điều không khả thi. Lực lượng phòng vệ Israel IDF đã tuyên bố bắt đầu một cuộc tấn công trên bộ vào Liban để chống lại Hezbollah sau gần một năm bạo lực xuyên biên giới ngày càng trầm trọng liên quan đến cuộc chiến đang diễn ra ở dải Gaza. Quân đội Israel cho biết trên kênh Telegram, theo các quyết định ở cấp chính trị, vài giờ trước, lực lượng phòng vệ Israel đã tiến hành các cuộc tấn công có giới hạn, cục bộ và nhắm dựa trên thông tin tình báo chính xác, nhằm vào các mục tiêu khủng bố và cơ sở hạ tầng của Hezbollah ở miền nam Liban. Lực lượng không quân và pháo binh Israel hỗ trợ lực lượng mặt đất của IDF trong chiến dịch tấn công các mục tiêu quân sự. Như cổng Ynet đưa tin trước đó, nội các chính trị quân sự của Israel đã phê duyệt một loạt giai đoạn mới trong chiến dịch ở Liban. Đồng thời, một số bộ trưởng lên án việc rò rỉ thông tin về chiến dịch từ phía Mỹ sau khi Tel Aviv thông báo cho Washington biết kế hoạch của mình. Trước đó, quân đội Israel tuyên bố một phần lãnh thổ dọc biên giới với Liban là khu quân sự khép kín. Cùng với đó, các phương tiện truyền thông đưa tin quân đội Israel đang tiến hành pháo kích quy mô lớn vào các khu vực biên giới của Liban, còn quân đội Liban đã rút khỏi một số vị trí ở phía nam đất nước. Ngoài ra, kênh truyền hình NBC News cho biết, lực lượng phòng vệ Israel đã bắt đầu hoạt động trinh sát, bao gồm các nhiệm vụ nhỏ trên mặt đất có sự tham gia của các lực lượng đặc nhiệm và cũng đã triển khai gần 5 lữ đoàn, nhưng không phải tất cả trong số đó dự kiến sẽ vượt qua biên giới. Cuộc tấn công diễn ra chỉ vài ngày sau khi các cuộc không kích lớn của Israel đã sát hại thủ lĩnh lâu năm Hassan Nasrallah tại vùng ngoại ô Dahiyeh ở phía nam Beirut, gây ra một đòn mạnh nữa cho nhóm liên kết với Iran đã bắn rocket, tên lửa và máy bay không người lái vào Israel kể từ khi phong trào Hamas của Palestine phát động một cuộc tấn công bất ngờ lớn vào Israel từ Gaza. Các cuộc tấn công gần đây cho thấy Israel không có ý định giảm tốc độ chiến dịch tấn công trên nhiều mặt trận, ngay cả khi loại bỏ thủ lĩnh Hezbollah Nasrallah, và dấy lên lo ngại rằng cuộc chiến ở Trung Đông có thể vượt khỏi tầm kiểm soát và kéo theo cả Iran, bên hậu thuẫn Hezbollah và Mỹ, đồng minh chính trị của Israel. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Nasser Kanaani cho biết Tehran sẽ không bỏ qua bất kỳ hành động tội ác nào của Israel. Ông đã đề cập đến vụ sát hại thủ lĩnh Hezbollah Nasrallah và một phó chỉ huy của lực lượng vệ binh cách mạng Iran, Thiếu tướng Abbas Niforusan, người cũng đã thiệt mạng trong cùng một cuộc tấn công vào hôm thứ Sáu. Bộ Y tế Liban cho biết hơn 1.000 người Liban đã thiệt mạng và 6.000 người bị thương trong 2 tuần qua, mà không chỉ rõ bao nhiêu trong số đó là thường dân. 1 triệu người,
1/5 dân số đã phải rời khỏi nhà cửa của họ. Sự gia tăng này đã khiến Beirut trở nên căng thẳng. Người dân Liban lo ngại rằng Israel sẽ mở rộng chiến dịch quân sự của họ. Hơn 100.000 người đã vượt biên từ Liban vào Syria, bao gồm công dân của cả hai nước, kể từ khi xung đột giữa các lực lượng Israel và Hezbollah gia tăng trong tháng này. Giám đốc cơ quan tị nạn của Liên Hợp Quốc Filippo Grandi cho biết, ngày Chủ nhật 29 tháng 9, Israel đã thực hiện các cuộc không kích vào hàng chục mục tiêu của Hezbollah trên toàn Liban và lực lượng Houthi liên kết với Iran ở Yemen. Số người thiệt mạng trên toàn Liban trong ngày đã tăng lên 105, theo thông báo của Bộ Y tế. Bộ Y tế do Houthi điều hành ở Yemen cho biết ít nhất 4 người đã thiệt mạng trong các cuộc không kích vào cảng Hodeidah, mà Israel cho biết là phản ứng trước các cuộc tấn công bằng tên lửa của Houthi. Các máy bay không người lái của Israel đã bay lượn trên Beirut trong gần như cả ngày Chủ nhật. Những tiếng nổ lớn từ các cuộc không kích mới vang vọng khắp thủ đô Liban. Nhiều cuộc tấn công của Israel đã diễn ra ở phía nam Liban, nơi Hezbollah có phần lớn hoạt động của mình, hoặc ở các vùng ngoại ô phía nam của Beirut. Về phần mình, Hezbollah vẫn tiếp tục tuyên bố các cuộc tấn công mới vào miền bắc Israel. Trong suốt ngày 30 tháng 9, nhóm này đã công bố ít nhất một chục hoạt động riêng biệt để hỗ trợ người dân Palestine kiên định ở dải Gaza. Phần tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin quốc tế của báo Vietnamnet. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!